Rồi, chào tất cả các tình yêu nhá. Vâng, chào tất cả anh chị em đang xem livestream buổi trưa ngày hôm nay. Hôm nay là mình với Dung đang đứng ở địa chỉ nó hơi mới tí. 62 Chùa Hà và 64 Chùa Hà nhá. Vâng. Bên nhà 52 hiện tại là đang em đang sửa chữa, nó hơi bụi mù tí, nó hơi ấy. Để sửa chữa mất khoảng 5 bữa nửa tháng em ạ. Đây, giới thiệu đây em là mình đang đứng ở khu vực cổng chợ xe máy Dịch Vọng. Đấy, xe máy Chùa Hà nhá, một chiếc chợ xe máy này hình thành từ năm 2001. Đấy, từ khi mình thời mình từ thời Phùng Hưng mình về đây. Được 2-3 năm rồi em ạ. Đấy, mình ở đây địa chỉ của mình là từ trước ra sau 23 năm mình vẫn cứ ở đây nhá. 64 62 và đấy, hiện tại 52. 52. Vâng, buổi sáng ngày hôm nay thì những dòng xe mà anh em sẽ vừa lên. Mới mua về. Con này rẻ rẻ, vừa mua có 8 triệu thôi. Con XI 135. XI 135 biển GB. Bắc Giang. 8 triệu. Vâng, đấy. Bắc Giang anh em ạ. Một số xe bên này tí nữa giới thiệu sau. Vâng. Đấy, giới thiệu AB AB một đầu to anh em ạ. Ừ. Đây rất là nhiều rồi, những dòng xe. Đây những xe có xe qua là lai. Qua con này lai rồi. Đi ăn đi làm Grab xe ôm làm cho em con này. Đây con xe này mua có 10 triệu 500 này. Quay Black. Quay Black 10 triệu 500. Vâng, ra nốt anh em nhá. Rất là nhiều Dream này. SH1 và những dòng xe 50cc bên trong này. Rất là nhiều những dòng AB buổi chiều ngày hôm qua em mới lại hợp có like. Thôi anh em mình sẽ lên con Bạn này ơi, chật chội tí anh em thông cảm, nó cũng không giới thiệu được nhiều hàng đâu. Nhà mình nhiều xe lắm, trong nhà đây nó hàng trăm cái. Đấy. Lên con XI 135 cho anh em bản GB mọi người nhé. Mạng chia sẻ cho anh em cái cho nó máu á. À, anh em số tài khoản của mình đặt cọc là 6252 và 816 nhá. Anh em nào mà xem lại like có thể báo đặt cọc, các bạn đặt cọc rồi chia sẻ bài. Anh Hòe, anh hôm qua anh Hưng lên chuồn khung đầu dè sát bình xăng ông ấy cãi như đúng rồi anh, nhưng mà thấy đúng rồi. Ok nhiều lúc mà khen rồi phải bôi xấu tí chứ. Tốt lắm, nhiều lúc anh em không kinh nghiệm rồi cứ nghĩ là mình tốt nhưng không phải tốt đâu. Của mình nói chung là như kiểu bác sĩ mình, nhiều người là bảo là tôi còn khỏe lắm, tôi còn lâu đi nọ kia, nhưng mà thực sự bệnh rất là nặng rồi đấy, vì nhiều lúc bị tự tin thôi. Không cãi được anh em ạ, nhiều khi không cãi được. Em Nadi hỗ trợ giúp đỡ mình một chiếc xe cũ để đi làm phụ hồ bác Hoàng Kiên, giờ khó khăn quá Hoàng Kiên ạ. Ok anh Andrew đi nhá, anh có thể inbox vào video các bạn ấy để sắp xếp xem có ổn không. Đấy. Anh Kiên có con quay nhỏ nào không cần hình thức đẹp mà chỉ cần máy chất con kia luôn, con 7 triệu rưỡi ngày hôm qua em like đấy ạ. Quay ép anh em nhá. Con anh làm 7 triệu này. Em 7 triệu rưỡi. 8 triệu xong rồi anh em bán 7 triệu rưỡi. Mua này có 8 triệu, anh em làm con này này đây, mua 8 triệu này. Cậu em 2 triệu. 10 triệu đồng anh em ạ. Đấy. XI 135 đời 2014 bản GB. Trắng xanh này nha anh em nha, trắng này thì nhiều trắng nhiều hơn xanh. Thì đời đó là đời chót, đời cuối cùng, xong bắt đầu lên bản 150 đấy anh em ạ. Máy ngon. Đây, máy thì chạm rồi anh em nhá. Con này máy nói luôn là anh em chạm được cái đồ máy nguyên zin. Chạm, kiểm tra đi. 2014 cho em anh em ạ. Năm sản xuất cuối cùng của 135. Tem mát vẫn còn nguyên zin. Xe thế chạm anh, nhưng được cái máy chất. 10 triệu đồng anh em quan tâm là thế cho anh này. Qua vào nhà nghỉ ở Hà Nam Hoàng Kiên. Ok thế anh ơi, được không? Phòng ốc được không? Quá đẹp đúng không? 98. Em có gì góp ý cho tí để cho Hoàng Kiên làm tốt hơn. 98D1. Máy zin em ơi, máy zin không phải máy da. Máy zin anh? Máy zin nhá. Máy zin là máy da. Không phải máy da đâu, máy zin nhá. Xe này phải bảo dưỡng giảm sóc trước, bảo giảm sóc sau nhá, hơi tí. Đi nó hơi chán, giảm sóc trước nó hơi hơi cứng, bắt đầu bảo dưỡng. Máy zin. Con này máy có ngon, nhưng cả điểm yếu nó là đi giảm sóc trước nó cứng đây, anh em thấy đây. Tại nghe cái giá nó có 8 triệu đăng ký cộng thêm 10 triệu. 2014 giảm sóc trước thì nó hơi giảm sóc được, nhưng bảo dưỡng tí tốt, giảm sóc sau phải dầu nó hơi hết dầu, nó tóm lại hết dầu đi cũng được, nhưng mà nó hơi lèo đi, nó kiểu đưa võng đi thôi. 10 triệu đồng anh em nhá, 10 triệu anh Lý Hải Yên ơi, cũng có rách một tí. Cái chắn bùn này buộc dây thép tí đấy anh em, nó vừa mua xong nhá. Thua cái Bắc Giang thôi.
máy chất. Con này được cái máy chất anh em về chăm sóc một tí. Đấy. Rồi anh em nghe rõ chưa? Lên TikTok mọi người nghe rõ chưa? Con này là 10 triệu đồng anh em nhá. 135 đời 2014. Cương này Cương hệ nhân ơi, em rất ít không còn. Thôi hơi nhỏ nhỏ. Anh ở đâu? Em địa chỉ trụ sở chính là 52 chùa Cầu Giấy Hà Nội anh em nhá. Đây là hiện tại là em đang vào cổng chợ xe máy chùa. Cả vị trí quá dễ tìm. Chợ xe máy chùa Hà hoặc là ra Hoàng Kiên ngay, hoặc xe máy cũ giá uy tín là gõ vào Google xe máy cũ uy tín là có Hoàng Kiên trong đấy. Đầu tiên trang đầu trang nhất rồi. Đấy. SH160. Em nhờ anh Thiệp cất em cái này ấy. Hai tay hai súng em này, điện thoại giờ nhà chả gì ngoài điện thoại nhá. Toàn loại iPhone mà mới nhất hiện đại nhất hiện nay. Sơn Thiện địa chỉ là cổng chợ xe máy cũ anh em ạ. Làm một hơi từ điều phối. Trên này ra dưới. Mẹ trên này dưới, lại mẹ thì thích là gì? Lại dưới. Xa là 10 triệu đồng anh em nhá. Anh em nào cọc con Xa. Dưới rồi. Đấy, trên dưới đi. Dưới mẹ nhanh. Cọc con Xa, cọc con đẹp nhỉ. Úi giời ơi, màu tím cát đẹp thế nhỉ. Nhìn vuông thế. Một vòng đi. Có 10 triệu đồng thôi anh em nhá. Con này thì 81. Không, con Xa anh em đang hỏi em con Xa bao tiền? 10 triệu con Xa anh em cọc thì cọc luôn. Máy zin nhá, có đi sai về phải dọn dẹp nhá, thợ thuyền về bảo dưỡng làm dốc trước sau. Dọn dẹp tí, mất tí công của. Trần Quý Kiên cách đây tầm mấy trăm mét anh ạ. Đúng không nhỉ? Trần Quý Kiên. Trần Quý Kiên này đối diện cổng chợ xe máy. Cách bên nhà nghỉ sao nhỉ? Nhà mình đây này. Trần Quý Kiên anh em đây này, đây cổng này đi thẳng ra kia tòa nhà 8 tầng Trần Quý Kiên này, bên cạnh khu chung cư đây đấy, cái tặng quà cao cao đấy là nhà Hoàng Kiên đấy. Mình đứng bên này mình nhìn thấy nhà của mình nhá. Đấy là Trần Quý Kiên đúng không anh? Ừ, Trần Quý Kiên. Trần Quý Kiên thế có mấy trăm mét thôi anh em ạ. Mình bất động sản là mình cứ ở đâu người đâu của nấy anh em ạ, không lang thang, không phú quốc, không đà nẵng. Không đâu nhá, không Vũng Tàu. Ok, anh Sâm Trần. Mình người đâu của đấy, mình người đâu của theo đấy. Nên mình sức người quá hạn nhiều anh em đầu tư bất động sản kinh quá. Anh Sâm Trần đặt cọc cho em đi xong em ship cho. Anh ấy muốn lấy con anh đặt cọc đi cho em ship về Bắc Giang cho anh. Elite đẹp nhá, Elite on qua lại rồi. 4 bánh, xe 4 bánh, 3 bánh. Đây cho anh em chiếc xe 81. 81 đời cổ anh em nhá, được cái là hơi 50. Hình hài nó cũng là hàng được của nó đấy anh em ạ. Đây anh em nhìn này. Meyer thủ thó vẫn nguyên zin này. Tâm Na vẫn nguyên này. Quay tiếp một mặt. Sao này, con này đâu nhưng không thấy nhỉ? Con này bịt mấy cái nốt rồi, nó sẽ có mùi quá. Ra máy này. Ui yên đắng lắm trong. Mày gì à? Cho vào trong. Đứng. Lai trên nhưng mà yên đóng lắm. Yên đóng dậy. 81 anh em nhá, hơi 50. Biển số xe 29A00192. Đây anh em tầm nan. Một thời để nhớ anh em ạ, một thời. 1990 nhá, 20 triệu 500. Anh em nhìn tem của năm của 199 mấy đến tận bây giờ. Có tem này tem zin nhá. Zin đấy. Tem zin đấy, lườn thì bị là tỉa sơn rồi, đuôi tỉa sơn rồi. Cho máy zin đâu. Máy đẹp nhá, máy zin nhá. Đi xin em nhiều anh ạ. Đồ rong trắng bốp, quay bên này. 20 triệu 500. Dần. Ok, chung cư N03. N03 thì cách đây có một tí thôi. Bên kia, bên đấy. Anh Xuân Thiện. Dần rồi, anh em có khách cưới ủng hộ thế gì. Rồi, anh em có bên sang bên cổng chợ bên này giao lưu nhá anh nhá. Con này bao nhiêu tiền? 20 triệu 500 nghìn. Một chiếc Cúp 81 50. 81 89 kim vàng toàn lệ 50, máy zin. Sơn thì zin, tỉa mỗi tí đuôi anh em nhá, tỉa mỗi tí đuôi sơn zin. Máy ngon lắm. Ốc tắc. Đấy. Đẹp lắm. Nếu đi giữ gì anh em hết đòi Hoàng Kiên không hỏng xem. Hết đòi không hỏng nhá. Ok. Còn này anh em nhìn ra côn xe máy đẹp không? À, nhìn nét của nó đấy. Yếm thì thay rồi này, nhìn ra côn xe máy. 20 triệu 500 nghìn. Đẹp không? Tem màu tím cát này nhìn đấy anh em, các anh em biết chất chơi xe đấy. Máy vẫn nổ đấy, anh em thớt này. Thớt 87. Toàn bộ xi nhan này zin hết của nó nhá, chưa thay nào đâu. Cái nắp xi nhan zin hết nó. Hơi dạn đi thôi. Biển Hà Nội tỉnh.
đấy, thấy không? Việt Nam Quốc. Việt Nam Quốc đây, thấy không? Hà Nam tỉnh đấy. Rồi. 20.500 anh con 81 anh em nhá. Rồi mình làm con quay đi ăn đi làm. Đi ăn đi làm nhá. Quay Black là Lào Cai anh em ạ. Bảo Yên đấy, Bảo Yên này. 224 này, Bảo Yên này. Đấy, Lào Cai, anh em làm cho em con quay Black Lào Cai. Chiều quay em nhá, 2016. 16 2016. 2016, 9.5 triệu. Bảo Yên nhá, Lào Cai. 2016 đấy anh em đi ăn đi làm. Cân đối cho em xe này mọi người nhá. Mọi người đi ăn đi làm dưới 10 triệu mọi người cân đối cho em xe này đời 2016 tem mác của Nguyên Sa Pa. Nguyễn Tuấn Anh tổ 10 thị trấn Sa Pa. Lào Cai, Sa Pa. Lào Cai nhá nhá, Sa Pa, Sa Pa. Đấy, biển 24B193191. Mình nổ máy để anh em cảm nhận nhá. Máy zin. Với thời điểm hiện tại là sơn zin máy zin. 9.5 triệu. Thua các em nó Lào Cai thôi. Thua mỗi con biển tỉnh anh em ạ, biển Lào Cai thôi. Chứ giá thành thì có 9.500.000. Anh em cân đối mọi người nhá, một chiếc xe 2016 này được không? Giá hợp lý nhá, 9.5 triệu. Còn 2016 giờ giá quá hợp lý. Way Black Honda. Không tình yêu con du về còn không biết con du nào. Quay. Máy riêng không có quay gần đây. Quay gần đây bên này cho quay đầu bò rất đẹp. Đầu bò. Đồ bò sáng choang. Đây, máy zin nhá, sơn zin máy zin. Toàn bộ mọi cái còn hoàn hảo. 9.500.000 đấy, quá rẻ. Quá rẻ cho một cuộc tình anh em ạ. Cho rồi. Mình xem xe 3 bánh với 4 bánh anh em ạ. Xe 4 bánh đây, anh xem con 4 bánh nhá. Xe dành cho anh em anh 669. Lái ô tô nhá, xe này coi là nó chỉ có thiếu mỗi cái bạt thôi. Không nhiều anh em cần mà, những người 16 nhà, triệu nhá, nó thiếu một cái bạt thôi. Người nhà, người thân hoặc bán thân hoàn quen. Vừa bán vừa từ thiện đấy, nhưng lãi lời cái gì xe này đâu. Bán 16 triệu, bán từ thiện đấy. Vâng, độ con này nhiều tiền lắm anh giúp em ạ. Giúp đỡ người là khó khăn, có hoàn cảnh khó khăn rồi là có éo le về mặt sức khỏe. Chứ lãi lời gì cái xe này. Giúp đỡ rồi nhá. Nguyên bản hết, sơn zin máy zin, đấy đẹp lắm. Xe đi vạn cây, biển Sài Gòn này, giấy tờ đầy đủ nhá. Công an bắt thì có vấn đề gì về mặt pháp lý thì đến đây mình đền đủ tiền. Thực ra là những cái dòng xe này anh em có công an có bắt thì sang ngưỡng người ta cũng thả thôi. Ai người ta bắt làm gì. Ngon lắm, máy ngon nhá. Xe ngon lắm, mới đi một vạn cây, xe mới không có, nói chung chả vấn đề gì cả. Bởi vì xe người khuyết tật họ đi thì có đi đâu. Có đi đâu xa đâu mà loanh quanh. Xe dành cho các cụ tai biến hoặc người khuyết tật nhá, rất là quý đấy. Anh em ạ, ai có người nhà mà tặng cái xe này mười mấy triệu quá tuyệt vời luôn. Đấy. Bị chẳng may bị khuyết tật thì mọi người có thể hoặc anh em nào có người biết mọi người ấy, giới thiệu. Tinh thần là mình tinh thần là từ thiện thôi chứ còn xác định ăn uống gì gọi đấy. Nói con nghe. Được mà anh cho to lên một tí là ok mà. Nguyễn Thiện Thích Super có đầu to không? Có nhá, anh Nguyễn Thiện Thích ơi. Có ship Hải Phòng nhanh 669 nhá. Có số lùi không? Cái này xe ga mà anh, xe ga 50cc. Xe ga nhá, xe ga. Chỉ có đi thôi chứ không phải xương sống lùi đâu. Lùi quanh nhưng ngắn mà mình quanh vòng. Quay vòng là được anh 669 ạ. Anh lấy thì anh cứ cọc cho em nhá anh nhá. Cứ cọc cho em gửi cho. Nhiều anh một em cần. Một chiếc NVX 125. Giá anh em nó là Lào Cai tỉnh nhá, Bảo Yên huyện. Đấy anh em ạ. Vâng. Vừa về tới Hoàng Kiên một vòng. Vừa về anh em nhá, 125. Xe mới. Giá rẻ nhá, em giá nhập hàng có 17 rưỡi thôi. 17 triệu 500 giá hợp lý nhá. Anh em đợi 2020. Ừ. Lốp còn zin theo xe anh em nhá. 125. Đây, sơn xi vẫn còn nguyên zin này. Vừa mới mua của chủ xe nên năm ra là để vẫn còn nguyên zin. Lào Cai nhá, Bảo Yên đây nhá. Xe này dán ni lông của xe anh em nhá. À, anh em nhìn không? Ni lông cả xe. Màu đỏ, đen, sần. Đấy, 125. Xe hiện tại vẫn đang nổ. Ra máy đẹp anh em nhá, chưa bị sấy xước, củ lát đẹp. Đấy, máy vẫn nổ đấy. Máy vẫn đang nổ đấy ạ. Biển số 24B230630. Mấy em Lào Cai giờ hỏa hoạn thiên tai giờ về hết Hà Nội rồi. Anh em nhìn. Ok, để chờ nhá. Xe này phải bóc ni lông anh em nhá. Bóc ni lông rất đẹp luôn. Lốp sau vẫn còn. Lốp trước còn, lốp sau còn. Anh em Lào Cai thiên tai giờ về hết Hà Nội rồi, giờ chán rồi. Anh quanh lở núi lở đá chán rồi, giờ về ố Hà Nội tháng có 10 triệu.
đúng không? Hà Nội là nơi gọi là đất một đất dung thân, một đất này để phát triển rất nhiều các con em ở các tỉnh. Vừa lọc ai về xong ấy, Bảo Yên đây ạ. Chủ xe 21 triệu anh ạ. 21 triệu đồng anh em nhá. Ai à? Đây anh phải bấm mic. Đấy vâng, anh phải nghe mic cái em này. Thì vâng, anh chào em một xíu. Đây là chờ em chốt nốt con này nữa. Vâng. Chờ em nốt con này vâng. Xe chuẩn nhá, không vấn đề, không lở núi lở đá đâu nhá anh em nhá, yên tâm. Sơn zin máy zin lốp còn. Bình thường anh ạ. Đấy một vòng cái này đi. Thế em có anh em nhá. Rồi rồi, đoàn cứu trợ cho nhiều quá, đổi xe lưng SH. Dạ vâng, nó anh em cho nhiều tiền quá đổi nâng SH anh ạ. Đổi có làm con SH đi cho nó bớt khổ. Khổ mãi rồi. Vâng, đời đầu. Rồi xong rồi. Đấy anh giao lưu với anh. Bây giờ anh em lâu ngày. Anh tiến xe đi cho nó. Bây giờ là muốn là ra anh muốn lấy xem có cái xe zin đời đầu không. Vâng. Bây giờ chắc không. Cái này biển đẹp nhỉ. Không, chưa có rồi. Chưa có. Có thể là anh dạy cho rằng mai anh đổi, anh lấy cho cháu cái SH 160. Anh đổi cho xong rồi tí nữa, nếu mà về cần thiết thì anh để cho cái xe. Vâng. Ra chỗ quan hoa thì tí nữa. Vâng. Cứ like đi. Điểm đẹp anh Hải nhá, đây anh Hải, anh chào anh em nhà. Chào tất cả anh em một kiên nhá. Tiền nhiều nhà lắm, nói hay. Ôi anh đéo dài, 1960 người vẫn cứ như thanh niên. Đây anh ơi, con này anh chơi đồ cổ anh ạ, dối chơi đồ cổ anh Hải, chơi đồ cổ nó chơi đúng chất chơi đấy. Anh con này lại về con này anh em lại về miền Trung thương nhớ nhá, em nó 37 an em bão lũ lại về miền Trung rồi anh ạ. Anh Sâm Trần, nếu mà anh lấy mình cọc cho em giữ được, còn nếu mà anh em báo mà anh cứ báo cọc, anh cứ báo lấy mà anh không cọc cho em thì cũng khó. Em có thể bên bộ phận marketing liên hệ với anh Xuân Trần nhỉ. Đúng rồi anh Sâm Trần. Sâm Trần anh inbox vào xong anh em báo Long là Long Duyên. Long. Ừ. Cố xe này em nó là miền Trung, khúc ruột miền Trung 37 quê Bắc Nghệ An. Đấy. Rồi, nó là hàng vẫn Honda, vẫn là 110, vẫn là màu đấy. Trắng anh em ạ. Vẫn là sơn zin máy zin, tầm lan đẹp. Thụt zin anh em ạ, chưa phải bắn tỉa, màu trắng nhưng mà chưa bị phay mất tí trên này. Phay mất tí đây mà 9 triệu đồng anh em nhá. Khúc có 9 triệu rồi. Rẻ quá nhỉ. Anh em này bão lũ lở đất đưa về Hà Nội hết. Tất cả Hà Nội là một trong những người mẹ là luôn luôn giang tay đón những người con gọi là xa xứ, những người con phương xa đấy. Anh em nào mà khó khăn thì cứ đổ về Hà Nội lấy yên chí đủ các công ăn việc làm, thoải mái không thiếu việc đâu. Vâng, biển 37H1 anh em ạ, 25278 9 triệu đấy, đồng anh em nhá, 9 triệu đồng 2016 cho em. 9 million nhé, 9 million đây, tiếng Anh mặt trên. Tiếng Anh 9 million đấy. Đẹp luôn anh em ạ. Anh em nào mà người nước ngoài mà không biết tiếng Việt thì cũng biết thế, cũng xem suốt đấy. Giá nào hao mát. Đúng rồi. Anh đang bảo là anh Kiên hát bài về dân 37 thì em chốt luôn một xe biển 37. Máy Nguyên. Anh nào? Anh nào? Anh đang anh Long. Long Gim. Bảo anh hát một chiếc 37 đấy đi, về 37 đi em núi chốt luôn. Làm muôn đời vẫn thế mà vẫn chờ đợi người con xa trở về anh em. Đấy, mỗi lần anh em qua cầu Bến Thủy gắm nước Rồng Lam, bao giờ ông từ thủ đô Thăng Long ngàn năm văn hiến, bao giờ cũng là người con về quê là rất là nhiều. Mình cũng có quê đấy mà, quê mình quê Thanh Hóa nhá anh em nhá, mình các cụ các chú mình ở đấy đấy. 9 triệu anh em nhá, đi ăn đi làm miền Trung nhá, miền Trung thương nhớ. 9 triệu mà thôi là lắm con này lại tiếp con này đi. Em ơi, để con về cho ăn vừa thôi, sao nhiều thế? Rồi, thôi lại tiếp tục nha anh em nhá, thôi cũng... Cũng phải thông cảm nha anh em, hiện tại là ra ngoài này nó hơi khó so với lại ở bên kia. Anh Yên Nguyễn Văn ơi, nhà mình khách sạn nhà nghỉ là không có hàng nha anh em, không có gì anh em nhá. Nó là lành lặn anh em ạ, nó là tuân thủ pháp luật, nó lành lặn lắm, mình nó lành lặn lắm, văn minh ấy. Mình trên tinh thần là văn minh lịch sự, đấy. Không... Ok anh. Nói chung là không làm cái gì nó liên quan đến ảnh hưởng đến pháp luật của mình thì chưa? Đấy. Nó là văn minh lịch sự nhá, nó đúng nghĩa đấy anh ạ, nó nghỉ ngơi đấy, đúng nghĩa là nghỉ dưỡng ấy. Đấy.
Mới về 2017 bản vành đúc vành đĩa anh em nhá. Bản đen sần này. Em từ em kiểm tra đen bóng đen sần. 2017 bản vành đúc vành đĩa vừa mới mua. Ni lông dán cả xe, hiện tại xe này mới về anh ạ. Ni lông dán cả xe này. Da máy còn nguyên zin. Nguyên zin hết anh em ạ. Tụt này. Hộp xích. Tầm nan. Anh em xe này phải về bóc ni lông mọi người nhé. Này vừa mua xong. Vâng. Hiệp ơi. À vừa rồi rồi tiếp rồi. Vừa mua xong. Vừa mua xong 10.05 nhá. Vành đúc, con này là vành đúc. 10.05. Biển 29S167039 cho em. 10 mua 10.500. Rồi. 2017. 10.5 anh em nhá. Lên anh em 2 đồng ấy. Nói chung lên 2.500. Bây giờ thật sự ra anh em biết là mặt phố, thứ nhất là Khận Thị như Cần Giang, bây giờ thực tế là mặt phố này cứ 400 triệu một mét anh em nhé. Cứ chia gạch ra, mà sâu thiết trong kia, mảnh này là 120 mét này, mảnh này là 250 mét, mảnh kia là 360 mét. Anh em cứ nhân lên nó kinh khủng lắm nhé. Anh em mà nói về 1-2 triệu cũng không đứng tính làm gì. Đấy nó đắt lắm. 10.05 lên 2 triệu nhá. 2017. Em 2017 được cái bánh đúc. Vừa mua xong đấy, mình vừa mua xong. Con này thay bô. Với thời điểm hiện tại là sơn zin máy zin. Bô con này là bô zin Việt Nam 2543 nhá. 2543. Không phải thay gì, bô thái xịn đấy. Đây anh em nhìn này. Quay Black 110 vào quả bô 2543 anh em ạ. Bô xịn nhá. Đấy. 1.6 đây anh em ạ, 1.650. Thay bô xịn. 1.650 mua bô. Xe nó thích 2543. Đấy. Nhưng bố mẹ này bảo là phải đi quay thôi. Kiểu gì cũng có tí liên quan đến zin. Rồi tiếp theo anh em nhé, một chiếc Bắc Kiên cái gì cũng hay. Để em 13 không được. Một anh chiếc xe. Như năm 1956 ý sinh năm nói thế mà. Đúng rồi, mình cũng nhiều mình kêu quả thì cũng trong nhiều kiến thức mà. Cảm ơn anh Nguyễn Hiền đã bổ cho Hoàng Kiên quả xẻ nhá. Anh Nguyễn Tuấn Kiệt, giáo sư Vũ Khiêu với nhạc sĩ Đỗ Lân này ẩn rồi ạ. Này là ẩn rồi. Con quay Black vừa xong là 12.500.000 bán ra đấy, 2017 bánh đúc phanh đĩa. Này, ni lông dán cả xe. Con này là da nớt. Đấy nhỉ ạ. Da nớt. Mục đích cuối cùng vẫn phải là giao dịch thành công anh em ạ. Rồi cũng phải mua được cái xe nó hợp lý. Chứ nhiều con xe em, nhiều anh em, các nghệ sĩ, các văn nghệ sĩ, rồi các giáo sư không vào vị cũng không mua được anh em ạ. Mua vào thì lại vỡ mồm. Đầu tiên mình phải cứu mình trước nhá, xong mới cứu cả nhà. Đấy, mua vào đây nhá. Da nớt anh em nhá, da nớt pha kính đẹp. Đây, anh em nhìn sơn zin này. Sơn zin này, xe đẹp không anh em nhìn, ốc trục này. Vành bánh tam nan. Lốp còn zin theo xe, lốp 2 tuần thứ 4 44 năm 2019. Máy vẫn nổ đấy. Đăng ký năm 2020, chạy cô một vòng đi. Biển 29. Rồi. Da nớt này, anh em nhìn tất cả gờ gáy khít hết này. Da máy 20.500.000 nhá. Nguyên zin. Đẹp không? Anh em nhìn. Dành cho anh em mệnh thủy, mệnh mộc nhá, mệnh thổ, mệnh hỏa thôi đừng mua. Mấy chị em đừng mua đường cọ quẹt là này, mệt lắm. Ốc đẹp không? Đấy, mua về đi, con xe nó đúng mệnh mà đi đâu nó may đấy. Được cái là mình bán xe thì cũng nhiều anh em đi, chị em đi rất là may mắn. Mệnh thủy, mệnh mộc thì mua nhá. Mệnh hỏa, mệnh thổ đừng mua. Êm không? Máy êm lắm. Đấy, mua con xe nó cả một điều may mắn, mình bán xe mình cũng thích. Đấy. Được cái duyên, mình rất là có duyên, anh em ai đi xe của mình hầu như ngã nó ít. Nó rất hay, nó là cái mệnh ấy ạ. Anh em bật to cái mic lên là ok mà mọi người. Nó là cái may mắn. Thay cái mic khác. Không, cái mic này lên TikTok. À. Anh em, anh Nam Định anh cho to được lên nhá. Là được. Em vẫn nghe được mà. Thôi, tại điều 200, ngoài. Thôi, em vào bật nốt cái bóng này. Bật lên đi. Nào sáng sủa. Biển nhà 2, trả gì ngoài 29Z1. Bật trên, bật lên, 63, bật 5, bóng 26. Trên đi. Bóng trên nữa. À, bóng trên tắt rồi. Cháy rồi. 64 chùa Hà nhá, nhá, nhá. Mặt tiền đây nó có 3m6 thôi nhá. Đấy. 52 chùa Hà thì nó 14m. Còn bên này là 9m. 64 chùa Hà nó là 62, nó là 9m. Đây của nó có 3m6 thôi. Nói chung là nhà, nếu chung là mặt phố rồi mà cứ tầm ngoài 3m là quý lắm rồi anh ạ.
Dream Việt Nam anh em ơi, Dream Việt Nam vừa mới về tại cửa hàng đây ạ. Nắng quá. Lắm quá anh em ạ. Dream Việt Nam, đây cho con một vòng đi, thụt nguyên zin này anh em nhỉ, tâm nan nguyên. Đấy, mai nó hơi rôm. Hơi rôm theo thời gian không bác tránh được. Nói hay quá. Đấy anh em nhìn ra máy vẫn còn nguyên zin nhé mọi người nhá. Tem thì thay tem Thái rồi. Tem này vào bộ tem Thái. 2011. Tâm nan vẫn còn nguyên zin, cẩn thận. Tâm nan nguyên zin anh em nhé, mai ơi, 19.500 nhá. 19.500. Thay bộ tem Thái rồi. Biển số 29V1322 2011 anh ạ. Ừ. 2011 bên tem 2011 rồi. Tôi bán 19 triệu nhẹ nhàng thì xe chia dọn anh em nhá, 19 máy, triệu đồng. Máy gì đâu? Mô 2543. Tem mác thì tem thay vào tem Thái rồi. Anh em về bọc cho em với yên. Máy vẫn quân khâu máy zin nhá, thay đây. Cam rồi. Thay đây. Cam. Quay nốt lên trên này. Mặt này hơi xấu xấu tí răm răm. 19 triệu bán anh em like thổ đi làm yên được cái máy chất. Vâng. Đấy. 2011 anh em nhé, Jeep Việt Nam. 19 triệu đồng. Dương rồi. Dương 12 triệu không bán được anh ơi. Xe hàng mộc mạc nha em, nó mộc mạc. Này nhân sự nhà mình các anh em vùng cao giờ chưa xuống anh ạ. Vẫn đang cả giải quyết cái bão lũ bão số 3 nó vẫn chưa xong. Nhà chưa vẫn đang lợp mái ạ, đang xây. Okay. Vỡ hết nhà rồi. Nó lỏ cho phát vỡ mẹ đôi nhà luôn rồi. Đang phải xây lại làm lại anh ạ. Làm lại cả tháng mới xong. Mấy tháng? Máy thì còn máy thì có máy không máy zin vẫn có không nhá. Máy zin cam thay rồi. Thay cam. Đây cam thay con quay bên này cho chú. Đây là gioăng xanh này. Thay cái gioăng này thay rồi nhá. Thay mỗi sợi cam thôi. Máy vẫn zin, máy vẫn nổ đấy. Đầu vỏ vẫn zin. Thay nguyên gioăng ngoài thôi. Hình thức bình thường đi làm đi ăn. Đi công đi việc. 19 triệu. Không gầm mẹ sao? Gầm mẹ không sao nhá, lườn không sao. Là không vấn đề, ống uống thì bục rồi. Bục ống uống anh em nhá. Con này anh em phải về dọn đấy, không để bên em dọn cho đấy, anh em cộng thêm. Anh em có thể lắp cái nhựa nhá, đừng thay. Bóp cái nhựa vào, đây này, anh em có nhìn mặt rồi, ống uống anh em nhá, đây quay, đấy đấy, ngón tay. Anh em về mua ra chợ rồi, mua cái lót nhựa nhá, hoặc anh em nhờ bên mình lót cái nhựa xong rồi bơm mỡ vào. Đừng có làm gì, chỉ có xịt mỡ mà. Cứ bôi mỡ bôi luyên vào là nó không gì đâu. Bởi vì hai cái máng này được, những cái ống muống nó chắn nước thì nó đã bục rồi. Chỗ này nhìn mặt rồi nhá, anh em tả chính xác. Không phải làm gì đâu, cứ bôi mỡ hoặc quét sơn chống dỉ là hết mà. Để hàng 15 năm sau không sao. 19 triệu anh em nhá, đấy 2011. Xe thì đấy, quay một vòng chi tiết cho anh em rồi. Đi ăn đi làm được mọi người ạ. Dành cho anh em chở hàng thì hiếc ngon lành. Anh Đỗ Hải bảo chào các bác yêu like Hoàng Kiên. Ok. Anh Đỗ Hải anh gửi lời chào đấy. Vâng. Không nó cũng han theo thời gian. Bên em báo rồi. Một chiếc Winner anh em nhá, ở đời 2021. Quê hương Bảy Thiều Lục Ngạn Bắc Giang. 15 triệu có chốt được không anh Kiên ơi? Không được anh ạ. 19 triệu bạn bớt thì bớt ra lọc rồi. Mua vào 16 rưỡi rồi. Ra lọc xíu lấy may đây anh em ạ. Không bớt nhiều đâu. Mọi đây cho anh em xem này. Giá này Ngô Công Duy. Chờ xong đây. 19.590.000 này anh em này. V1 đuôi 92 này, biển Hà Nội này. 19.590.000, 19.600 đi trừ đi 3.500.000 anh em ạ. Mình được có hơn 2 triệu thôi. Đây là trừ 3.500.000 anh em nha, ra được biết giá nào chưa? Còn chưa có công quán, chưa có bia rượu, chưa có gì đi chưa được đồng nào đâu. 19.600 trừ đi 3.500.000. Đấy. Mua là 10 vào là 16 mấy rồi đấy. Xong nói chung là xe gym cũng phải có vài củ để anh em, bởi vì xe đấy xe đi kiếm tiền này đấy. Một chiếc 2021 Winner X 2021 anh em ạ, chạy hơn vạn cây, màu đen bóng cho em mọi người nhá. Nghe những cái dòng xe côn tay này anh em biết rồi. Nguyễn Phú Minh lâu gặp anh Khẩu Minh. Anh Khẩu Minh lần này nhạt rồi, không có hàng mấy đâu. Máy zin anh em nhá, máy còn zin này. Anh em nhìn ra máy rất là đẹp ạ. Sơn cũng vẫn còn nguyên sơn zin cho xe. Nó không phải là có sẵn. Anh kiểm tra luôn cho em con này biển 98D188271 đời 2021 anh em nhá. 21.500.000 nha anh em nhá. 21.500.000 lốp còn zin theo xe. 21.500.000. Anh em nhìn tem mác vẫn còn nguyên zin này, bô bèo zin. Dán tem Honda vào đây. Dán chữ vậy em, dán tem Honda đây, dán tem Honda vào đây.
Toàn thôi, toàn thôi. Không phải đặt tem, dán tem Honda vào đây. Dán tem Honda vào đây cho anh. Sao thế này nó rượt rồi? Nó rượt kiểu gì? Xe này này nó rượt thì bán cho anh. Xe mất không có cái tem nào. À. Thằng nào ký đây? Thằng nào ký đây? Ui giời. Hợp ký à? Này lâu rồi đúng không? Dán hai tem, dán hai tem Honda hai bên. Dán tem Honda mặt nạ. Mỗi chữ Honda sao lại có chữ Honda, nó làm tạo lên thương hiệu đây. Mỗi chữ Honda đây. Đây mình 2021. Dán mấy chữ Honda là xong cái gì đâu. Tem xe này nó đơn tem, giản. Đàn ông hôn... chúng ta đơn giản lắm, nó chẳng có gì. Cứ chỉ cần mỗi cái cà vạt là xong. Cần gì nó phải lè lẹt, ép môi ép mủng, nhuộm tóc như là phụ nữ đâu. Đúng không? Đàn ông cứ ăn mặc này đeo cà vạt phát áo choàng lên phát trông mẹ cốp ngay, quách ngay, dày bóng loáng phát trông ngon ngay. Thế không như chị em phụ nữ hoa lá cành. Ép môi ép mủng làm da mặt rồi các thứ. Tẩy da chết, đây chả còn tẩy da chết, đàn ông chỉ thế thôi. Đàn ông mình đơn giản là thôi. Rất đơn giản, không có gì. Ngoài ra mỗi cái này, mỗi đồng hồ cái nhẫn song bén. Không có gì cả. Mà vẫn cứ ngon ra như ngày nào. Đấy. Rồi, tiếp theo. AB bản đầu to cho em 2011 2012 form dáng 2011 2012 anh em nhá. Con này chất này. Có bắn tỉa anh em nhá. Có bắn tỉa. Nhưng mà thôi xe cũ tầm này không thể tránh khỏi được có spa. Như được cái tem anh em vẫn còn căn, tem vẫn còn nguyên zin theo xe. Đây, tất cả những này là sơn zin này. 14.500 nhá, hàng đẹp. 14.500 anh em nhá, ra máy có bắn tỉa nhưng được cái củ láp rất đẹp anh em ạ. Máy còn nguyên zin, anh em cái gioăng này này. Từ đầu trên này đến đầu trên này vẫn còn nguyên zin này. Anh em nhìn củ láp đẹp không? Đầu máy đẹp đẹp lắm. Mỗi ra máy bắn tỉa thôi. Phường Lã Bắc Kiên. 14 triệu có... anh. Ừ, 14.500. 14.500.000 anh em nhá, biển 29 B1 thì không có Phương Lã ơi. 6. Phan Đình Thảo đúng rồi bác ạ. Có lợi ích Dương Chí Lâm ơi, rất nhiều. 14.500. Tiền phải thay sân Bắc thì mới máy đúng ngành ạ, đúng không ạ? Được cũng mong rằng anh em bên điện ảnh có nghe thấy rồi thôi, có diễn viên hài giải quyết, anh em giải quyết Tết xuân về này mình cũng được ấy, nghe có vẻ được cái yêu á. Nói rồi các sếp thì học chuyên nghiệp như mình, nghiệp dư. Đấy, tiếp xúc nghiệp dư hay mà. Nghiệp dư nét hay của nghiệp dư nó dân dã nhá. Đấy, không có gì bài bản. Đấy. Bột phát, bọn em là cứ bột phát, có như nào nói thế. LEAD nhá. Lít. Một vòng. Lít đời 2020-2021. Tiếng Việt, tiếng Việt nó viết từ tiếng Việt LEAD. Sorry anh em, 2022 luôn ạ. Bản xin ông cho em, xe màu trắng chạy được bao nhiêu cây, sơn zin máy zin rồi, lốp của zin theo xe anh em nhá. 2.900 cây. 32.500 nhá. Rồi. Rồi anh em 325. Nhìn. Ui trời, anh em nhìn mới không? Ui giời ơi. 2022, lốp còn zin theo xe. 2022 anh ạ. Em kiểm tra nào. Lốp còn zin theo xe, đời 2022 luôn. Đâu rồi, nó ở chỗ nào rồi? Chẳng nhìn thấy nó cả đâu cả. Đây, để em kiểm tra cho anh em đây. Tuần thứ 47. Đăng ký 2024 nhá. Đăng ký 2024. Đăng ký 2024 anh. Ừ. À nào, 2.900 cây. Lên 1.5. Rồi. Đăng ký 2024 nhá. Vâng. Quá gì à? Quá rẻ. 3.000 cây. Xe mới lắm. Con này mới đăng ký quay vào năm trôn. Quay gần. À, anh em nhìn ống muống này. Củ láp này. Mềm mềm trông giờ đang bao lũ đây. Rất đẹp. Hơn cô tấn rồi. Đây, giao lưu. Giao lưu. Em đây là anh Thụy dâu, gọi dâu anh bỏ khẩu trang nha. Mậu thân đấy, 1968 đấy. Anh em Cương về miền Trung. Cương về miền Trung, anh em vẫn du lịch, vẫn đi suốt đấy. Ngày tôi sinh một ngày bầu cháy đấy. Bố trí nào đợt này trong bố trí thì lâu quá rồi. Bà con miền Trung. Mấy em đi du lịch đấy. Nhớ lắm, đấy. Du lịch đấy, anh Thụy là một trong những anh em chuyên về thủ tục pháp lý, giấy tờ, chuyên đi hầu các ban ngành, anh ạ, luôn chìa ra để giải quyết một số
thủ tục pháp lý ấy. Riêng về thủ tục pháp lý giấy tờ là anh em đúng ngày nhé, anh em vào các phòng về bấm biển số là nhìn anh cân quen đấy. Anh vào đấy là anh cứ chìa thòng tính trọng đấy, chìa ra là các sếp là ký ngay đấy, trông rất là nông dân nhưng mà rất là hợp lý nhỉ, thật thà. Một vòng này biển 29H2 43025 2022 này, năm sản xuất này chạy có 2900 cây thôi, xe đẹp quá. Anh em thợ thuyền mua nhá, anh em mua lỗi tôi chịu. Quay lại cái ốc của cô này. Ui, anh em nhìn hộ em cái ốc này. Đá rẻ lốc này, còn đi sao rẻ xe này. Tuần thứ 47 sao rẻ đấy nhỉ? Anh em nhìn này, ốc này. Mới kinh quang luôn anh em ạ. À, không phải, anh nhầm, em quay không lại nhầm, một lần nữa gờ gáy này. Cam kết gờ gáy. Nhầm, không... sorry con này nhầm, chắc chắn là nhầm rồi, đây nhầm. Nhầm thế nào? Nhầm đây, nhầm con đuôi bể không? Trời ơi, đuôi hai năm. Sorry anh em mới nhầm, mình phải sao lại rẻ này, nhầm. Em cũng giật mình sao lại rẻ thế. Anh chỉ có hai con H2 nhá, một con 70, một con 225. Một con là 32 triệu, một con là 37 triệu. Thế sorry cả nhà nhá. 2022 mà anh. 2022 mấy con kia ghi 2024. Đây sorry cả nhà nhá. Em thành thật xin lỗi anh em cả nhà. 37 triệu trừ 3. 34 37 triệu 400 trừ đi 3 triệu mua vào 30 4 triệu 400 anh em nhá. Em thành thật xin lỗi cả nhà. 34 triệu 400 cộng 2. Đây lại một vòng nữa, phải là rẻ thế. Giật cả mình anh em ạ, 2900 cây em đang bỏ. Cũng có một con H2 nhá, cũng có một con H2 này rẻ hơn anh em này. 32 triệu đây, không giấu không nói mình không sai nhá, mình biết gì và giá mua có con H2. 19170 32 triệu 900. Thay mặt cho họ nhà gái lấy 32 triệu. Thế đăng ký nó màu đen, đăng ký tháng 1/2024. Con này màu đen nhé, con này màu trắng. Nhầm con nọ sang con nhầm anh em, sorry cả nhà nhé. Anh em nhìn nó là hàng xuất sắc thế này, em đang bảo tại sao nó lại rẻ đến này, em nhìn cũng thụt này. Em rẻ mà sao đâu. Mỗi tinh tươm luôn này. 2900 cây anh em ạ. Họ em cái biển số xe anh em nhá, 29H2 43025 2022 chạy 2000 cây thôi. Rồi tiếp theo một chiếc xe Exide 150 anh em nhá. Cái dòng xe 150 khôn tay này anh em đi. Quê hương người phụ nữ nặng nhất thế giới anh em nhá. Giá rẻ. Vừa mua thế Hoàng Thiệp vừa báo là 185, giá là ba mắt mà Exciter lộn ngược mà có 185 thì quá rẻ. Giá nó là quá yêu thương. Rồi, anh nghe tiếng ngỏ, nghe tiếng đàn ông. Màu anh... này là màu cao bên sai hả anh, màu xanh à? Ừ, màu xanh ấy, con này màu xanh. Màu xanh thiên thanh. Xám xanh. Uy lực luôn. Công hoành tráng. Nghe tiếng xe của anh nó biết anh khỏe. 150 anh em ạ. 150 anh em nhá, vừa mới về tại cửa hàng. Giá tình yêu thương anh em nhá, tem mác còn nguyên zin. Da máy vẫn zin chưa bị bắn tỉa thế nào anh em nhìn. Xài 150 đời 2019. Rồi anh em mà quay tâm quan tâm. Lên 2.500.000 nhá anh em nhá, 2.500.000 biển 17B8 41273. Anh em nghe tiếng máy hộ em. Nghe phê luôn. 150 anh em nhá, đời 2019, màu thì siêu yêu. Đây, tiếp tục quay lên mặt trên cho anh em nhìn này. Anh em xem vừa mới về tại cửa hàng chưa dọn mọi người nhá, nhìn cái ốc trục này, tất cả những cái ốc ác này vẫn còn nguyên zin này. Từ cái nắp bình xăng này, anh em chỉ cần rửa qua đánh xi. Tay sách vẫn còn nguyên zin theo xe, chưa phải bắn tỉa. Đây, mặt trước tím này, mặt trước này, công tơ. Cộng 2.500.000 nha anh em nhá. Lên quay lại. Không hiểu à? Khi đã quay đến đây rồi là phải lên quay lại. Không nói lại quay phút 5 phút rưỡi mất xe. Xe này là mất nhanh lắm anh em ạ. Bản thân những cái dòng xe đấy là nó mới, nó vừa mới về nên nó ra là nó rẻ nữa, quan trọng nó rẻ nữa. Tiếp tục anh em nhá. Vision đời 2024, đăng ký 2024. Bản form khóa chìa 1.600 nhá, rượu nhạt bán người nhớ 2024. Rồi, sơn zin máy zin anh em nhá, lốp còn zin đỡ xe. Anh em nhìn từ ốc trục của em tại vì đăng ký tận tháng 2024 mà. Đây anh em nhìn lốp này. Đấy, đăng ký tuần thứ 48 năm 2023 rồi anh em nhìn cầu lốp này. Ngã rẽ cuộc đời chốt luôn.
tinh tươm luôn anh em nhìn. Lộn. Ốc. Sơn zin máy zin anh em nhá. Đấy. Tháng có anh nhá. Cái mặt đồng hồ, cái mặt sần này là mặt hoa đời 2024. Tiếp theo, yên áo còn nguyên zin. Anh Nguyễn Công ơi, em có nhiều zin nhá, anh cứ xem lại like hoặc anh inbox bạn marketing inbox cho anh ấy. Anh Nguyễn Công ấy. Giả máy nguyên zin anh em, chưa rửa chưa dọn. Anh em ốc. Anh em ốc đẹp không? Thực ra là những cái này thì anh em biết nhìn là như mới 1600 cây. Tay phát vẫn còn nguyên zin theo xe chưa dọn. Rồi, biển số 29BD00450. Bao tiền anh nhỉ? Anh báo rồi. 33 triệu. 33 triệu đồng anh em nhá, 1600 cây. Siêu mới. Rượu nhạt bán người nhỡ. Bán cho người nhỡ. Mấy chị em mệnh hỏa, mệnh thủy, mệnh mộc nhá. Mệnh hỏa, mệnh thủy thôi, đừng mua. Nó không có mệnh mua vào phát là nó lại không may bị sao, nó cọ quẹt mà thiếm chết. À. Dung này có xe ô tô mua màu trắng đúng mệnh thì không sao, nhưng mà ông mà không đúng mệnh phát đâm phát tai nạn luôn. Đấy đôi khi trong cuộc sống nó lại đâm nó bị dồn. Thế thôi, câu chuyện nó là sự may mắn anh em ạ, nhưng đôi khi nó lại liên quan đến mệnh. Các cụ mình nghiên cứu rồi. Cũng như mình ấy, mình mệnh mộc ấy, mình đi con xe màu đen mình đi chẳng có sao. Đi suốt chả sao, không bao giờ có. Chuyển sang con màu đỏ. Chuyển con màu đỏ phát này mấy nhân viên thì đâm nhau biết nhỉ. Mình chả đi đâm nhưng mà nhân viên mình nó mượn, cậu nhân viên ấy mượn ngoài như dao đâm nhau, nó chủ động đâm nhau. Tóm lại tay lái kém nữa. Đấy thì không, tay lái thì thằng tới trước nó hòa nhau luôn. Đấy đôi khi nó là một cái gì đấy nó cũng thể, nó khó giải thích không biết. Anh em tự hiểu đi. Đấy. Một chiếc Janus biển đẹp anh em ạ, đít 86, 72786. Anh em mới đi rồi biết. Một chiếc xe đi hợp mạnh đi nó cũng trơn tru như không. Janus màu vàng be anh em ạ. Hiện tại là xe mới ủ dầu, chưa thấy dọn, mới ủ dầu anh em ạ. Đây xe mới ủ dầu chưa, mới rửa qua thôi. 2017 nhá anh em nhá. Vừa mua xong này, ra máy có tỉa, cái máy còn nguyên zin, lát đẹp. Tay sách vẫn còn nguyên zin theo xe. Con này vừa mua xong anh Thiệp. Nóng quá. 29S1727 86. Hết xăng rồi anh em ạ, hiện tại là công tơ được báo hết xăng này. Nháy này. Bình thường có những xe là cứ nháy đi hàng vài cây số nữa, nhưng mà con này thì hết rồi. Chắc là nháy trước rồi anh em. Mới rửa qua anh em nhá. Mấy xe nghỉ đấy, sao có trong rảnh. Mới rửa qua, ủ dầu thôi. Anh báo giá con này thôi. Sợ. Đấy cái vải phủ á. Chiều phòng vải phủ, mùi sợ quá. Phong thủy anh em ạ, nó nắp cống nắp cổng, nhà trước nắp cống nhiều lúc. Cho em xíu em báo giá con 72786 đi 86 đẹp lắm. Con này đi 86 đời 2017. Giá cũng rẻ thôi mọi người ạ. Giá dưới 20 triệu thôi, anh em chờ xíu. Không có giá. Chờ em một xíu, anh em đem báo giá 2017 anh ạ, dưới 20. Thôi cứ đại diện cho mọi gái đọc 18. Gái 18. Chờ em 2-3 xe nữa cho ca sĩ. Nghỉ nhá, để còn cơm rượu ngon muộn nữa rồi. Bao nhiêu? Cái bảo trên Gmail là 17 triệu. Gmail 17 triệu nhá, sao? Bán 17 triệu thôi. Đấy anh em ạ. Đít đẹp anh em nhá. 27286 để cho anh em có 17 triệu một chiếc Janus 2017 mà lại còn biển Hà Nội nữa. Một con xe 2017 này mộc mạc anh em vừa mua tối qua nhá, 9 giờ đêm qua mua. Mình bán ra 22,5 em nhá. Chưa bao dọn đâu, trả 2,8. Đó 2017 bán 22,5. Có xước sát nhá. Hợp lý anh em ạ, con này thì anh em cân đối cho em bản LED nha mọi người nha, đây có xước sát này. Xước sát này, xe xước sát. Bên đời 2017 được cái biển Hà Nội tỉnh. Rẻ đấy anh em, giá rẻ. Hà Nội tỉnh. Rồi một vòng cho cô, xe tất cả mọi thứ còn nguyên zin, từ những cái xước sát nó còn nguyên zin anh em ạ. Da máy cũng còn nguyên zin, da máy thì không phải bắn tỉa. Củ láp thì không, tay sách thì phải bắn tỉa anh em nhá. Đây anh em nhìn tay sách này. Biển thì anh em có thể thay cái lót biển này, cái ốp biển ngoài. Da máy, gì nhỉ? Độ sần còn được, thay cho em sơn cho em nguyên cái này đây này. Vâng. Oppo vẫn được. Máy vẫn đang nổ. 2017. Vâng. Phải nốt ra mặt trên. Ê, cái này đánh xi được này. Vâng vâng. Đánh xi được. Cái này thì phải sơn tỉa. Rồi. Bảy. Vâng. Cái này này. Anh Thái nổi đúng không?
biển tháo ra giả tôi. Dạ vâng, còn nó còn đấy nó mắc rồi. Tại vì thấy anh ấy quá nên làm ra là mắc. Mắc rồi, gái đẹp thì giá mắc. Đó. Cài micro cho anh em anh. Con này giấy tờ. Đây rồi anh em ơi, đây là anh Hải nhá. Anh em xin phép anh cầm đi bên em. Cài micro cho nó. Mấy khi đằng nào anh nói năng rồi, nói cho nó. Cho nó tròn chỉnh. Đang chờ. Alo, 1234 alo. Vâng, xin chào tất cả. Gọi lại vàng. Anh em trên YouTube cũng như là kênh của Kiên. Dạ, anh em cả nước hiện tại đang có 1000 anh em đang xem. Mời anh em đến đây để chúng ta cần xe thì sẽ có xe, mà muốn bán xe thì cũng có người mua luôn. À. Giá cả thì hợp lý. Mua một tặng một, tính tiền hai. Tính tiền hai rồi. Anh Hải đây đi bán con đờ em trước ngày xưa mua của em Kiên. Đẹp. Được. Đẹp. Đây để em bảo đây, anh em dắt thùng cái này, em nghĩ phải dắt ra ngoài sáng sủa cho nó. Em mới dắt cái này để anh dắt xe anh Hải ra cho nó sáng sủa. Nhưng mà biển đã đúng đâu, mai cầm biển của mày đây. Đăng ký đây, là đăng ký thôi. À đấy, không, vấn đề gì, cứ cho anh em xem có gì đi. Ở trong chương trình. Ở trong ấy là vẫn có rồi, trong máy hệ thống của ông vẫn có. Em lùi xe này, em lùi ra ngoài. Thôi rồi. Bọn này thì thuốc chuột rồi. Chúng ta gặp nhau đây là quý lắm rồi. Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên Điện Biên. Chỉ đúng một câu của ngài thôi, bây giờ có muốn ngài muốn nói thì chả được rồi. Anh mua của em xe trước là yên đẹp đúng không? Bây giờ là hiện tại là yên vẫn nhà tháo nhà vẫn đẹp mà. Sao anh thích cái kiểu hơi cổ quái này. Đây đặt cái yên này 1 triệu yên của Sài Gòn nó gửi ra. Vâng. Yên gòn. Vâng. Nó êm nên mà mua của cũng tháo ra để nhà. Vâng, con này biển tháo ra để nhà. Cái bô là bô zin của nó theo xe. Bô cũ còn không? Còn cái bô này anh tháo ra anh lắp cái bô này vào. À, anh thích lắp mình. Anh xeo cái bô này, xe này là bô này, gương này. Vâng. Chìa khóa mày đưa cho anh hai cái chìa này thì vẫn là nguyên đây. Chìa khóa vẫn theo xe đây à? Ừ. Lâu rồi em không nhớ. Nó tất cả đây chứ đâu. Vâng. 3000 cây à? Lốp vẫn là 23. Lốp vẫn là 23. Tháng 5 2023. 3000 km. Dân chơi Hà Nội nhá, Hà Nội phố đấy nhá. Anh Hải anh dân chơi nhá. Một vòng đi. Được. Trước anh mua của em đi. Ừ. Anh đẹp lắm. Trước mình bán ra. Biển được hết nhỉ, biển này của nó là cũng ác đấy. Máy như bom luôn. Cái bô gì nó vẫn còn nhưng anh tháo để nhà đúng không? Để nhà, yên để nhà. Yên để nhà. Đấy. Yên này anh ấy nói chung là sướng, thích anh thích khổ, anh hơi ướm tí. Yên này nó mềm êm hơn. Êm ngồi đau đít, nó đau đít. Con yên nó tháo ra cái là vặn mà thôi mà. Ở đây yên này. Yên này yên thửa nhá anh em. Vì nhà trả việc gì làm anh nhiều lúc anh cũng hơi nghịch ngợm tí, kệ. Đây nút này. Đấy. Chơi Hải mua con này của em là bao tiền nhỉ? Trước 73 hay 75 thì đấy, chẳng nhớ. Còn đi giấy tờ trong nhà 3000 cây. Bây giờ chắc vẫn chưa bán, vẫn phải đi về một tí đúng không? Thì có bán thì phải mai, bây giờ thì đi bằng niềm tin về. Thế còn cầm yên lên lắp vào giả ông bô, nếu mà có bán lắp vào bô lại giả. Bỏ xe nó có cái gì thì phải giả nó cái đấy. Vâng. Bây giờ anh bán cho em bao nhiêu? Anh cứ bảo. À, ông tôi thì ông đấy nó mua của ông như thế đấy, bây giờ ông cộng bây giờ và lúc giờ mua ông tính như vàng nó rẻ, bây giờ thì mẹ vàng hơn 9-9 triệu à, đúng rồi. Ngày đấy vàng rẻ thế chả mua vàng mua xem gì đây, thì ông xui thôi, bảo anh ơi có con đẹp lắm của dân nó đánh ra thế, bảo ừ con này đưa đấy, nó cũng anh cũng không đi mà nó không đi, nó han cả cái tay lắm kìa. 3000 cây em nhá, 3900 cây em. Đấy, chân phanh nhân viết có đi đâu mà nó vẫn đen xỉ. Trong đó thì trước mình yên đẹp lắm, yên của mình ấy. Zin luôn, bồ zin luôn. Anh Hải về anh thay anh ấy lắp vào, nói chung là bác là người có tiền. Đấy, anh ấy thích nó làm cách nào để cho nó tiêu hết tiền. Thế rồi nó làm nó không có việc gì. Chán lắm. Thì thế mới hết tiền rồi nhá. Ông anh còn đồ cổ trong vẫn còn anh nhỉ? Còn nhiều. Còn.
Hôm nọ ông vào trong cái chỗ nhà của cái thằng bạn ông đồ cổ mới bảo Quỳnh đóng giả. Cái thịt mẹ mấy cái đồ này hơi, toàn hơi. Đồ bao cấp thôi. Làm gì à, có cái đồ gì cũng, cũng có đồ lạch xoạch nhưng cũng có vài cái đồ bao cấp được. Thôi, những cái chóe mấy những cái lậm mấy những cái lọ này thì phải xuống anh. À vâng. Ôi, anh em Hà Nam thì bao giờ cũng thế thôi nhưng mà. Hà Nam anh biết, em thủ, thủ đô biết, thì... biết anh hết mà. À, bỏ làm đất cát dưới đấy biết anh. À, thủ đô thì đồ nó chất hơn tí nhưng mà thế bây giờ có khoảng 1-2 tỷ chơi đồ nhưng anh có khoảng 10-mấy tỷ anh chơi đồ thì nó khác. Anh em nhà 1-2 tỷ khác nhà 10-mấy tỷ khác. Mua về có đi đâu? Toàn mua đấy rồi lấy về để một góc cũng có đi đâu đâu. Anh sinh năm 1960 về trông như kiểu anh sinh năm 80. Ui. Trẻ 20 năm ấy, dân chơi đồ cổ. Chán á. Vâng. Theo ông kia thì còn khóc nhọc. Khóc nhọc thôi, em thì thời cuộc tí thôi. Bây giờ bác 4 năm cái khách sạn chuẩn bị bắt đầu vào thi đấu rồi. Bình thường sau này xe bán được bán được ngồi pha trà. Các cháu trước lên dọn phòng đây. Xong chuẩn bị nấu cơm dọn cơm ăn đây. Thế thôi quan tâm gì. Nói chung là cũng khó khăn anh ạ, vẫn khó khăn anh ạ. Thế thôi chứ vẫn khó khăn. Qua đấy thôi. Hình thức thôi anh ạ, chứ còn khó khăn lắm. Đằng sau đấy còn cả một quá trình anh ạ, khó lắm. Ai thế thôi cũng đều phải khó khăn hết anh ạ. Bây giờ chương trình này nhảy nhá. Xe cộ một câu rồi thì mai đã em ngó rồi. Trước mua trước bán anh 70, 73, 73 hay là 73. Không nhớ. 75 thì mày hỏi tôi thì lấy 73. Vâng. Đấy, đấy tiên là tôi lắp giả ông bô tôi lắp giả ông. Thôi bây giờ thì không cứ giải quyết thì em mới gửi 63. Đấy. Chương trình thế mình là dân chơi bán cho anh cái gì 1 2 năm rồi. Tao 1 2 năm từ đầu năm ông đi. Từ đầu năm rồi à? À, còn cái giấy ghi đây còn nguyên thì anh mới một chỗ có đi đâu mà. Anh có hồ câu mỗi ngày anh kiếm 20 triệu tiền câu anh tính gì anh em một cống hiến em từ sáng trước đấy cống hiến cho xã hội gì nói lên mua cho anh giá đấy mua cho anh 65 triệu anh ạ anh em tính cả em mua vàng người ta mua thì tính nhiều mua tính bao tiền vàng em mua cho anh 65 triệu không như thế là em gọi là anh em biết nhiều chân phanh anh cũng đi này chân phanh chân số không đi có đem gì đỡ gym 3.000 cây nha anh em nhá. 2013. Không, cái đây rõ ràng trước bán cho anh Hải là 70-73 không biết. Còn giấy mà. Ôi rồi cứ coi là 70 hay 73 cứ coi 73 không sao. Mua lại cho anh 65 triệu. Đây. Nói chung nó là chân tình mà anh em vài triệu. Khi cuộc sống mày đã giàu thì giàu thêm mà đã khó đã khổ thì khổ cả đêm ngày. Thì có gì mai anh mang giấy tờ ra cho em nhé. Ôi ạ, ngoài phát lên đến 5 một bếp 500 người xem. À đăng ký có những cái giấy mua bán của Kiên nó vẫn mất nhà. Chưa bán ra mà xe cho mai. Là đợt trước anh lấy của nó một cái SH 160 thế này, thế là bây giờ vào tên con thì nó bảo thôi để em điện cho bạn em ra ông lối cho anh thế là ừ thế là đấy lúc anh vừa ra đây. Thế còn anh để ý thì tưởng được lãi 1-2 triệu được thì còn uống cốc cà phê thì mới bán chứ còn nếu mà bây giờ ông lại giả lõm hẳn đi thế thì mẹ chiếc bỏ tin gì Phùng Quốc Tình và tướng tá Bác Hải cứ làm 4 quả lủng lẳng trên cổ với hộp hàng đạn băng đạn nữa đấy 4 quả đây có 2 quả đây hàng băng đạn đấy 3 quả rồi 4 quả không làm phát 4 quả này kinh nên là thầy thích thầy này thầy thích đủ thứ thầy thích đủ thứ là tất cả anh chị em trên đấy mà có cô em gái hay là có bạn bè nam nữ xa gần mà giữa đường tuột xích thì cứ alo nhá mình sẽ là những người làm phúc giúp đỡ nhiệt tình anh người biết mà anh em anh phúc gọi cần đấy cần anh có cần mà anh là cần căn gì cả ông cả bà căn ngày không đủ tranh thủ căn đêm còn thêm cả chủ nhật nữa lắm căn dáng con người là vẫn cứ câu chuyện là làm đúng rồi anh với nó đi với nhau hai thằng đi với nhau thì ai bảo là hai anh em ruột ở đây là anh có thể làm quan có dáng mà làm dạng có hình mà làm tình có sức khỏe vẫn cứ đúng hàng quan đấy hàng quan nói về có sách mà mách về ra tiền đấy các đồng chí cứ hết sức củi lửa chắc là mai bây giờ chưa bán ngày rồi không mai đúng không bây giờ luôn không nhưng mà bây giờ luôn bây giờ thì bây giờ. Anh nói thật với em ạ phải lãi được mỗi lần lên là 1 triệu
về 1 triệu phải lãi được 2 triệu cũng thôi. Là phải lãi 74 triệu. Đấy. Thế thì có ai có nhu cầu thì lại tiếp tục gặp em để gặp mình để tiếp tục gặp anh Hải nhá. Em em này em cứ xuống tiền thế thôi. Thì bây giờ bán thì ngày trước em cũng được công tí thì giờ anh em bán thế. Giờ thị trường anh em định lấy cái thị trường xuống. Xe đời đầu cho ông. Dìm đời đầu. Hiếm lắm, hiếm. Con dìm 98 triệu bán mất rồi. Cái con này hôm nay lên anh biết rồi. Con 98 triệu bán mất rồi. Con này không còn. Không bao giờ còn một xe 598 mà mới đẹp nguyên thế. Không có nữa. Con này lấy về thay cái yên với cái bô rồi vào đây. Thế là cái hai cái gương. Anh có đi đâu đâu? Thôi lúc nào ai có nhu cầu thì liên hệ nhá. Thì chắc là em sẽ là người kết nối. Okay, okay, okay. Thì nếu mà xuống tiền thì em sẽ mua cho anh già đấy. Cái câu chuyện này nó là thực tế đấy. Em nghĩ là trên buổi live giống Hải bánh quá anh nhân. Anh Hải đây, anh Hải đây, anh Hải Mỹ nhá, anh tổng thống Mỹ chứ anh Hải kia là tổng thống người Việt Nam thôi. Anh này là tên anh Hải Mỹ đấy. Hà Nội chắc là nhiều người anh em giới đồ cổ anh biết đấy, anh toàn chơi đồ đẹp ấy. Xe máy của hàng 3.000 cây anh em này. Đấy. Trông bóng dáng này, trông ác này anh em. Anh em thấy đây này. Đẹp không? Cá heo. Anh chơi cá heo này. Nhân này anh em này, đây anh em nhìn mặt ruby của bác ấy, to hơn mặt của Hoàng Kiên nhá. Hoàng Kiên vẫn là gọi là thôn xóm rồi. Như này mới to này. Con này bánh này. Bán hàng xịn đấy anh em nhá. Ông đây bán hàng Lục Yên đấy, Lục Yên đấy. Đây là Châu Quỳ. Đây Châu Quỳ bên Lục Yên đây nha này. Đồng hồ này nó nhìn trông như SK mà lửa nhưng lại không phải. Hơi khác bọt đấy. Ông anh chơi trước cái đồng hồ trước lại đẹp nhỉ. Nhiều đồ chuẩn đấy. Ông anh chơi đồ chuẩn đấy. Đây cái áo về cho nó lắng quá. Anh tưởng được không gì cho nó anh mua cái kia thì là nó phải Xuân Hòa thì bán còn không thối, anh trả đi nặng nhẹ thì mấy chục. Thấy gì đâu. Gì cái áo bây giờ nó lắng em. À. Đây áo lắng. Ừ. À thôi, mặc áo. Kiểu sọc sọc. Sọc sọc thôi, sọc sọc ngày mà sọc trắng thì nữa là không được đâu. Ừ đây. Hả? À rồi ok, thôi cho anh về đi. Ờ thế thì anh phải chào anh em trên này đi, chào các anh em trên này, các doanh nghiệp. Tất cả anh em doanh nghiệp rồi là các lãnh đạo trên này, lãnh đạo các bí thư, các chủ tịch, chủ tịch ở trên này hết. Rồi. Thôi để anh mặc áo vào để cho 1, 2, 3, 4, tròn tròn này cho nó. Con này còn 04. Rồi ok 04. Ok nhá, thì chào để anh em. Chúc anh em sức khỏe cũng như là công việc. Bây giờ cuối năm mỗi người kiếm được khoảng độ gần 1-2 chục tỷ để đưa về cho vợ con nó mừng. Rồi, Dung ơi em dỡ cho anh nhé. Ok, cảm ơn anh nhé. Tưởng được thì giao lưu luôn bên em. Dân đồ cổ ấy, anh nhờ giao lưu thì nói chung là Hà Nội biết tiếng ấy. Giao lưu thế thì anh cũng lên cũng quan trọng thì về để phải bán hay cũng bán. Thích thì anh vui giao lưu chính. Ừ, chứ còn anh chơi đồ hay lắm. Mỗi ngày hồ câu anh ấy đẻ cho bác 20 triệu tiêu xong hết tiền. Nếu mà thích thì vui. Anh làm cả hồ câu nữa. Vui rồi, hay lắm. Chơi cả bến bãi. Học Kiên làm mấy cái nhà nghỉ đó. Em thì cơ bản anh ạ. Cái năm trước đây em thì em không phải kinh doanh nhà nghỉ đâu. Vừa rồi là cái đợt Covid ấy, mấy cái nhà nghỉ khách sạn nó bán. Thế là mình cũng mang tinh chất là cứu giúp. Rồi là thôi chị Kiên ơi, phải cứu chị với. Chị giờ toát hết rồi. Đấy mấy cái khách sạn bên này này. Thế thôi mình phải thôi em cứu chị. Nên mua cái đấy trở thành mình thành nó sang cái mảng đấy. Chính thức nó là mảng đấy. Bây giờ anh nói một quý vật tìm quý nhân chứ. Đấy. Hai nữa là mình học một nghề nhưng mình đi ra trường. Đấy. Mình lại làm một nghề chứ. Nghề nghiệp nó tìm mình nhưng mình nghề nghiệp tìm mình nhé chứ em ngành của em không phải là ngành ấy nhưng mà nó vì như thế thì ngành mình là sản xuất máy bay với vũ trụ tên lửa nhưng mà cuối cùng về bán xe mới là bom đạn. Ok em cảm ơn anh nhé, cảm ơn anh Hải. Vâng, cảm ơn anh. Anh chào anh em như này. Người thành phố. Thôi là tiếp tục những sản phẩm quay vào tiếp đây. Theo quay, sẽ đứng ra kia quay vào xe chứ. Erat 2020. Con giá 2020. 73 thì bây giờ là 65 là nó là có lùi có 8 thôi mà có đi. Bác chơi chuyện nhỏ. Cố gắng nghe hộ em nhé. Họ có thể là trên này anh em ai thích em lại điện. Okay. Lấy số ai thích nhà em. Vâng. Rồi. À, tiếp tục em. Vâng.
Form giá 2020 anh em nhé, bản form mới 6.800 km thôi anh em ạ. Phanh ABS cho em đời 70 triệu anh em nhé. 125 70 triệu đồng ABS anh ạ. 70 triệu thôi bán 69 rồi nha. Rồi 69 triệu đồng anh em anh nào. Anh Hải nhá, anh Hải nhá. Một vòng đây 69 triệu. 69 triệu đồng. 125 6.800 cây anh em nhá, phanh ABS. Đấy 2020 đấy ạ. Form dáng mới 2020. Thôi một hai xe cho mặt ca bên dưới. Em vẫn có mà. Anh Di Mạnh, anh Oanh nói chuyện hay quá. Rồi. Hoàng Huân tướng đầu gấu, ok. Mình ở đây chọn xe thì mình các anh hùng hảo hán thì nổi tiếng Hà Nội thì có mặt đây hết rồi. Rồi, lên spot anh em nhé, lên cả các anh hùng hảo hán nổi tiếng gấp nhất Hà Nội thì vẫn ở cổng chọn xe nhá, ở cổng chỗ này này. Ngày xưa khu vực này là đánh nhau kinh khủng luôn này. Toàn bộ khu vực này năm ngày đây anh kia là anh Long. Anh Long Long con ấy, anh em ruột của em, đàn em của anh Khánh Trắng ấy, đấy anh Long ấy. Đấy. Bây giờ anh cũng cưa sừng làm nghé rồi. Con gái giờ lấy toán tướng quân đội, bây giờ anh là thôi. Các cụ bây giờ lớn, các cháu lớn hết rồi, giờ bọn anh xăm đổ tẩy hết. Đấy. Biển số 29Y355844 anh em nhá, đã được lên spot, lên vành, lên càng, lên tay sách này. 2020, bản 2020. Bán ra cho anh em là 69 triệu đồng 125 ABS mọi người ạ. Đây anh em quay nốt cho cô cái mặt trên này. Siêu đẹp luôn anh em nhá. Siêu đẹp 69 triệu. Quan trọng là phải nhà ABS cho em. Tiếp theo đây. Vâng, ừ. Grande anh em nhá, Grande biển 35 Ninh Bình B2 32365 hoa mắt rồi. Rồi, vừa anh em ạ. Có từ C3 nhá anh em nhá. Đấy, mặt cái 19 triệu nha, 2017. Vâng, đời 2017. Xe mới. Bán 18 năm nữa nha. Ủ như là mới ủ thôi, dầu đấy chưa dọn. Yên áo có được thay này anh em này, yên mới bọc này, nóng đít đó. Ra máy còn nguyên zin. 2017 được cái củ lát củ liếc rất là đẹp anh em ạ. 18 năm ạ. À, tay sách vẫn còn nguyên zin theo xe. Yên áo thì được bọc mới. Xe bắt đầu vào dọn nhá mọi người nhá. Đấy, đời 2017, anh em nào quan tâm xem chiếc Noza Grande đấy ạ, đời 2017. À, trong này là rất nhiều cái dòng xe Uy nhá, Uy RSX này. Con quay một vòng đi vào đấy, quay một tí xong là vòng ra một tí. Đây. Anh ra. Em nào chốt cho em con xe 4 bánh này anh em nhá, 16 triệu đồng. Seat bản xám sần vẫn còn ạ, những cái dòng RSX. Những dòng RSX FE chế cơ bên nhanh em cũng đủ luôn. Những chiếc xe Classico tầm 8 triệu đồng nha anh em nhá. Tên như Future này, RSX FE này, Seat FE, Seat chế cơ có luôn. Future giá tầm khoảng 12 triệu đồng, 13 triệu đồng. Future 1 anh em nhìn này. Cho con này chị vào tí. SH nhập khẩu chưa dọn, đang để ở dưới này anh em ạ. Hai tí nhỉ. Con 2024. Thôi ra đây này, em ơi, Dung ơi ra đây. Con 2024 form mới 19.800.000. Quay ra cho anh Kiên. Chắc là muộn rồi, mình xin phép mình kết thúc live nha anh em. Mình vẫn giới thiệu anh em vào sau. Mình đang đứng ở cổng chợ xe máy Chùa Hà nha, một trung tâm lớn nhất của cả nước. Đấy, em ai mà thích những chiếc xe nào thì liên hệ vào số tài khoản 6252 và 816 nhá. Rồi là liên hệ vào video đang phát trực tiếp. Hoặc anh em có nhu cầu bán những chiếc xe, hãy đến địa chỉ 64 Chùa Hà, 62 Chùa Hà hoặc 52 Chùa Hà nhá. Tất cả nhân viên mình đều đeo thẻ trước ngực nhá. Đấy, cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Xin chào, hẹn gặp lại.